Xin được gửi lời chào tới toàn thể các anh chị nhân viên kinh doanh đã có mặt trong buổi training đào tạo đại lý F1 cho dự án Sonoxy Vân Đồn Harbour City ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoa Trung Hiếu, giám đốc phát triển sản phẩm của BHS Group. Và hôm nay xin được thay mặt cho chủ tư CEO Group và đơn vị phát triển dự án BHS xin được gửi lời cảm ơn tới các anh chị vì đã bước đầu trở thành cầu nối để mang các sản phẩm tốt nhất tại Sonoxy Vân Đồn giới thiệu tới các khách hàng. Trong hơn một tuần vừa qua thì BHS cũng đã cung cấp cho các anh chị những cái đường link tài liệu, tờ gặp rồi các hình ảnh, video để các anh chị có thể tìm hiểu đầy đủ các cái thông tin tổng quan về sản phẩm Sonoxy Vân Đồn Harbour City. Và bằng những cái thông tin đó thì hôm nay chúng tôi đến đây để mang đến cho anh chị một góc nhìn mới đến từ đội ngũ phát triển sản phẩm của dự án, một hướng tiếp cận, một cách mà các anh chị có thể chọn lọc thông tin để mang đến với khách hàng, kể cả là những khách hàng mà họ chưa từng biết đến dự án này trong quá khứ. Vậy thì đâu là những cái điều mà khách hàng cần biết và họ nên biết để có thể ra quyết định trước khi mua một sản phẩm tại Sonoxy Vân Đồn? Khi mà chúng ta đi tư vấn cho khách hàng thì sẽ có một vài các câu hỏi lớn mà khách hàng sẽ hỏi. Thứ nhất là tại sao họ lại nên lựa chọn Vân Đồn giữa một rừng các cái địa phương, các cái tỉnh thành khác cũng là các tỉnh thành về biển có thể khai thác du lịch như là Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phú Quốc. Và khi mà khách hàng đã thích Vân Đồn rồi, đã lựa chọn Vân Đồn rồi thì tại sao họ nên lựa chọn Sonoxy Vân Đồn Harbour City và Sonoxy có gì khác biệt so với các dự án xung quanh, các đối thủ cạnh tranh khác? Và thứ ba nữa đó chính là Singapore Shoptel. Tại sao khách hàng nên lựa chọn Singapore Shoptel vào ngay thời điểm này? Giá bán và chính sách tại thời điểm này có gì đặc biệt? Mục tiêu của buổi training chuyên sâu ngày hôm nay của chúng tôi đó chính là đi sâu vào các điểm nổi bật nhất của Vân Đồn, của sản phẩm để có thể giải đáp cho tất cả những cái câu hỏi này của khách hàng. Thứ nhất, chúng ta hãy cùng điểm qua về các lý do tại sao khách hàng nên lựa chọn Vân Đồn. Khi mà nhắc tới Vân Đồn, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hai từ, đó chính là đặc khu. Vào các năm 2017, 2018 thì có lẽ đây là một trong những từ khóa hot nhất khi mà chính phủ đã cho nghiên cứu xây dựng 3 khu kinh tế đặc biệt tại 3 khu vực Bắc Trung Nam của đất nước. Phía Bắc thì chúng ta có Vân Đồn, miền Trung có Bắc Vân Phong và miền Nam thì có Phú Quốc. Điều này đã khiến cho bất động sản tại 3 khu vực này đã hot hơn bao giờ hết và đã thiết lập lại một cái mặt bằng giá mới cho bất động sản tại 3 địa phương này. Mặc dù cho đến nay thì dự thảo luật đặc khu đang được hoãn lại nhưng mà cũng không ít người ủng hộ cái việc tiếp tục nghiên cứu và xây dựng một cái khu kinh tế đặc biệt, nhất là tại Vân Đồn, bởi vì ở đây là một nơi nó đáp ứng được một cái tiêu chí đầu tiên mà tất cả các đặc khu trên thế giới thường hay có, đó chính là sở hữu một cái vị trí chiến lược. Với vị trí của Vân Đồn, nó là vị trí nó nằm trong một cái tam giác kinh tế giữa Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, cũng như là nó nằm trên cái trục kết nối giữa Nam Ninh và Singapore, thì nó có thể tiếp cận rất là dễ dàng đến với các thị trường tiêu dùng lớn, cũng như là Vân Đồn sở hữu các cảng biển, cảng hàng không quốc tế và kết nối rất là thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của cả nước. Tiếp theo đó thì một đặc khu kinh tế cũng cần được bổ sung thêm những cái môi trường kinh doanh thuận lợi bằng những cái chính sách về miễn giảm thuế hay những đặc thù về thời gian thuê đất hay chính sách sở hữu đất đối với doanh nghiệp nước ngoài. Và một điểm cuối cùng nữa đó chính là tạo nên một cái môi trường sống hiện đại bao gồm những cái cơ sở hạ tầng đồng bộ hay là dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại đạt chuẩn quốc tế. Thì đây chính là ba điểm đặc biệt thường có trong các khu kinh tế đặc biệt. Và để điểm qua một vài các đặc khu mà đã thành công ở châu Á thì chúng ta có thể nhìn thấy, thứ nhất đó là Dubai. Khoảng 40 đến 50 năm về trước thì người dân ở Dubai chủ yếu họ chỉ sống dựa vào cái việc chăn nuôi cừu trên sa mạc. Và hiện tại thì như các anh chị cũng đã biết, Dubai hiện nay đang là biểu tượng cho một lối sống xa hoa, thịnh vượng, xa xỉ và vô cùng đẳng cấp. Thứ hai đó chính là Singapore, một đất nước rất là gần chúng ta. Trước đây khi mà mới giành độc lập thì Singapore họ cũng rất là nghèo và sau đó thì họ đã phát triển khoảng 9 khu thương mại tự do và hiện nay Singapore đang là một trong 4 con rồng châu Á cùng với Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Thứ ba đó là Thâm Quyến. Thâm Quyến là đặc khu đầu tiên của Trung Quốc và họ đã xây dựng và phát triển từ những năm 1980 và phát triển để trở thành một Silicon Valley, tức một cái thung lũng silicon của châu Á. Và có lẽ chính nhờ những thành phố của các đất nước đi trước này, chúng ta đã thấy được cái sự cần thiết của việc sở hữu một khu kinh tế đặc biệt để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Và cũng chính bởi vì như vậy mà chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi hết nhiệm kỳ và chuyển sang làm Chủ tịch nước thì vào cuối tháng 3 năm nay, ông cũng đã phát biểu về việc sẽ đề xuất tiếp tục nghiên cứu luật đặc khu. Và Thủ tướng hiện tại là ông Phạm Minh Chính, đây cũng là một người am hiểu rất là tường tận cả về tỉnh Quảng Ninh lẫn về các đặc khu kinh tế. Để nói về tỉnh Quảng Ninh thì ông chính là người đặt nền móng cho những sự chuyển dịch và phát triển thần kỳ của Quảng Ninh trong thập kỷ vừa qua. Còn đặc khu kinh tế thì có thể nhiều bạn không biết nhưng
Bác Phạm Minh Chính thì chính là Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam vào những năm đầu năm 2018 khi mà chúng ta đang lên dự thảo luật đặc khu. Chính bởi vì như vậy mà khi mà bác Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng thì rất là nhiều người con Quảng Ninh đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc là thủ tướng mới sẽ đem thêm những cái chính sách để phát triển thêm cho Quảng Ninh nói chung cũng như là Vân Đồn nói riêng. Vậy thì bản thân Vân Đồn trong thời gian vừa qua cũng đã từng bước để hoàn thiện và trở thành một khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Trong năm 2020 vừa rồi thì Vân Đồn đã đón nhận một loạt những thông tin tốt. Vào đầu năm, vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 thì Vân Đồn đã được phê duyệt quy hoạch tổng thể cho cả khu kinh tế Vân Đồn. Đến giữa năm, vào ngày 15 tháng 5 thì đã được thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn. Và vào đến cuối năm, ngày 18 tháng 12 thì Vân Đồn đã chính thức công bố quy hoạch 3 phân khu thuộc khu kinh tế Vân Đồn, bao gồm Cái Rồng, Bắc Cái Bầu và khu sân bay. Với tất cả những cái lộ trình phát triển như vậy thì đây chính là những bước đầu trong việc để biến Vân Đồn trở thành một điểm đến mới của thế giới. Và Vân Đồn được định hướng trở thành một khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp và chính là một cửa ngõ giao thương quốc tế và đem lại một cái khả năng cạnh tranh quốc tế rất là cao cho Việt Nam trong tương lai. Nói không ngoài nếu như chúng ta coi Vân Đồn chính là một phiên bản 2.0 của Phú Quốc. Hãy cùng nhìn qua một bảng so sánh giữa Phú Quốc và Vân Đồn để có thể thấy tại sao chúng tôi gọi Vân Đồn là một phiên bản version 2.0 của Phú Quốc. Ở đây, cả Phú Quốc lẫn Vân Đồn thì đều có sân bay quốc tế. Cả Phú Quốc lẫn Vân Đồn đều có cảng tàu biển, nhưng Vân Đồn có một lợi thế hơn ở trong giao thông, giao thương. Đó chính là việc Vân Đồn sở hữu một tuyến cao tốc kết nối đến những thị trường có mật độ dân số rất là lớn. Và cả Vân Đồn lẫn Phú Quốc thì đều được lựa chọn để lên dự thảo luật đặc khu. Phú Quốc có những điểm mạnh rất là lớn về du lịch. Vân Đồn cũng có những điểm mạnh về du lịch với các cái điểm tham quan, lưu trú, những cái bãi biển, những cái hòn đảo rất là đẹp. Tuy nhiên Vân Đồn còn có một cái vị trí chiến lược để phát triển kinh tế và đây là một điểm mạnh của Vân Đồn so với Phú Quốc khi mà chúng ta so sánh hai đặc khu kinh tế trong tương lai này. Và với lộ trình phát triển thì kể cả Vân Đồn và Phú Quốc thì đều đã đang được có những cái lộ trình phát triển rất rõ rệt để trở thành những cái khu kinh tế đặc biệt của cả nước. Đối với Phú Quốc thì vào tháng 12 năm ngoái thì đã được nâng cấp lên thành thành phố, còn đối với Vân Đồn thì đã được thành lập ban quản lý khu kinh tế vào giữa năm vừa rồi như vừa rồi chúng ta đã thấy. Những năm trước đây, ví dụ vào những năm 2012-2013 thì trước đó thị trường bất động sản Phú Quốc nó rất là trầm lắng và giá bất động sản thì rất là thấp. Nhưng mà kể từ khi xuất hiện sân bay rồi có sự đầu tư của các chủ đầu tư lớn vào Phú Quốc thì đã thu hút được cái dòng vốn đầu tư của tất cả mọi nơi trên toàn quốc và kể cả Việt Kiều, khiến cho giá đất ở đây tăng nhân 3, nhân 5 lần chỉ trong vòng có 2-3 năm. Và trong giai đoạn từ 2015 cho tới 2019 thì khi mà có những cái thông tin về đặc khu rồi các cái dự án nghỉ dưỡng được đi vào vận hành thì giá Phú Quốc so với thời điểm trước đã tăng nhiều nơi tăng gấp 10, gấp 15 lần. Sang đến Vân Đồn thì ở đây chúng ta có thể thấy được bức tranh của Vân Đồn sẽ chính là một cái bức tranh thị trường sẽ phát triển tương tự như thị trường bất động sản đã phát triển ở Phú Quốc những năm 2014 và điểm rơi thị trường của Vân Đồn nó sẽ rất là tốt vào những cái năm khoảng từ 2024 cho tới 2027. Đó là thời điểm mà các dự án cũng được đi vào vận hành, các chủ đầu tư lớn cũng tạo nên những cái điểm đến để thu hút khách du lịch như Phú Quốc đã làm trước đây. Và có một điểm tương đồng với Phú Quốc, đó chính là tại thời điểm này thì Vân Đồn cũng đang thu hút được rất nhiều các chủ đầu tư lớn về để phát triển đồng bộ các khu vực, bao gồm chủ đầu tư CEO Group, Sun Group, Doji, Viglacera, FLC Group hay như Gelesimco, còn rất là nhiều các chủ đầu tư khác nữa. Chính bởi vì như vậy mà chúng ta có thể thấy là giai đoạn từ nay 2021 cho tới 2023 thì Vân Đồn sẽ trở thành một đại công trường. Nó sẽ hình thành nên các cái dự án lớn, các cái tiện ích phục vụ cái nhu cầu du lịch ngày càng lớn đến với Vân Đồn trong tương lai. Sẽ là một cái điểm đến mới để khách hàng họ đến với Vân Đồn. Và nếu nói về kết nối giao thông thì Vân Đồn chỉ cách Hà Nội đâu đó có 2,5 tiếng mà thôi. Cùng với đấy là các hệ thống sân bay cũng có thể đón các đoàn khách từ khắp nơi trên cả nước. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là về cao tốc Vân Đồn Móng Cái, dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 thì nó sẽ rút ngắn cái quãng đường di chuyển từ Vân Đồn đến Móng Cái chỉ còn 50 phút mà thôi. Và đây chính là một cái key rất là mạnh để chúng ta có thể nói chuyện với khách hàng. Khi mà cao tốc Vân Đồn Móng Cái này hoàn thiện thì nó sẽ kết nối với một thị trường tỷ dân ở ngay bên hàng xóm Trung Quốc. Đây là một tỉnh có mật độ dân số rất là lớn, 48 triệu dân, bằng 1/2 dân số của Việt Nam. Và đây chính là một cái lượng khách khổng lồ, chỉ cách chúng ta chưa đầy một tiếng đi xe.
và nó chính là một cái nguồn cầu du lịch cực lớn của Vân Đồn trong tương lai gần. Sang đến phần thứ hai, khi chúng ta đi sâu hơn vào sản phẩm Sonaci Vân Đồn Harbour City, tôi xin được mời chị Nhâm Lã, phó ban truyền thông và marketing của BS Group cùng đến đây để chia sẻ thêm chi tiết về sản phẩm. Xin chào tất cả các bạn. Phần vừa rồi thì bạn Hiếu đã giúp chúng ta tìm ra được những lý do để thuyết phục các nhà đầu tư lựa chọn thị trường Vân Đồn. Vậy còn tại một cái thị trường rất là rộng lớn và tiềm năng như Vân Đồn thì khách hàng nên lựa chọn ở sản phẩm đầu tư nghỉ dưỡng nào tại đây? Thì vào phần 2, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm Sonaci Vân Đồn Harbour City. Đầu tiên, như các bạn có thể thấy trên màn hình, dự án của chúng ta đang nằm ở tâm điểm một cái đỉnh cao kết nối chuỗi giá trị nghỉ dưỡng giải trí hàng nghìn tỷ đô. Đầu tiên là khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận đến dự án của chúng ta thông qua tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, hay có thể tiếp cận cái thị trường tỷ dân thông qua tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, cùng với đó là hệ thống sân bay quốc tế và hệ thống các bến cảng tàu hay là du thuyền quốc tế cũng đã đồng bộ và hoàn thiện. Tiếp theo đó thì dự án của chúng ta có một cái mối liên kết chặt chẽ giữa các cái đảo bảo tồn tự nhiên hay là các cái đảo du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Rất là may mắn khi dự án của chúng ta thì nằm trên một cái vành đai đô thị, dịch vụ, văn hóa, vui chơi giải trí, một trong số những cái vành đai đang được phát triển và đầu tư nhất tại Vân Đồn hiện nay. Và hệ sinh thái thương mại du lịch nghỉ dưỡng giải trí này thì hoàn toàn có thể thu hút tất cả các cái chuyên gia hàng đầu trên thế giới tại các cái khu công nghệ cao, trung tâm tài chính kinh tế mới, và có thể thu hút khách du lịch nhờ có các cái khu phi thuế quan hay là chuỗi sân golf, casino, cùng với đó là các cái khu vui chơi giải trí. Tiếp đến nữa thì bên cạnh các cái giá trị truyền thống về lịch sử thì không thể không nhắc đến các cái ưu đãi của thiên nhiên dành cho Vân Đồn, với màu xanh ngọc bích của biển kết hợp với hàng trăm sa phiến thạch mang đến một cái vẻ đẹp thiên nhiên rất là tuyệt mỹ, cùng với cả các cái địa điểm du lịch danh thắng rất là nổi tiếng đã đưa Vân Đồn trở thành một cái địa điểm du lịch mới, điểm du lịch về tâm linh, nghỉ dưỡng và khám phá đều là các cái địa điểm du lịch rất là thu hút khách du lịch hiện nay. Vậy thì với dự án Sonaci Vân Đồn Harbour City của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thông tin chi tiết về sản phẩm với sự đầu tư và phát triển bởi công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn, là một thành viên của tập đoàn CO. Và vị trí của dự án thì nằm tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, với quy mô lên tới 358,3 ha. Đây là một trong số những dự án có cái quy mô lớn bậc nhất của Vân Đồn hiện nay, nhờ vào tổng mức đầu tư lên tới 5.000 tỷ đồng. Và dự án thì nằm trải dài xuyên suốt mặt vịnh Bái Tử Long, kéo dài 2,2 km mặt biển, và với đa dạng tất cả các cái loại hình sản phẩm như là liền kề, shop house, shop theo hay là các khu biệt thự biển và biệt thự đồi. Với một cái dự án quy mô lớn như vậy nên là dự án của chúng ta sẽ được chia làm 3 phân kỳ triển khai. Phân kỳ thứ nhất đó là Sonaci Legend, phân kỳ tiếp theo là Sonaci Marina và phân kỳ số 3 đó là Sonaci Premier Hill. Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu concept chi tiết của từng cái phân kỳ này để hiểu được rõ hơn về concept cũng như là tổng quan thông tin về dự án. Ở phân kỳ đầu tiên là cái phân kỳ sẽ được triển khai ngay trong năm 2021 này, đó chính là Sonaci Legend. Thì phân kỳ này được trải dài theo bờ biển tự nhiên tuyệt mỹ của dự án, và chủ đầu tư CO đã mang đến cho khách hàng một cái chuyến hành trình qua khắp tất cả các cái thiên đường đảo du lịch nổi tiếng trên thế giới, từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ. Vào đến phân kỳ số 2 là Sonaci Marina, với một cái điểm nhấn là bến du thuyền cao cấp, công viên chủ đề, quảng trường, thì đây sẽ là một cái điểm đến mới của các cái hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí và lễ hội lớn trong năm, thu hút được một cái lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước để làm gia tăng thêm cái giá trị bất động sản của toàn khu. Và với phân kỳ số 3 đó chính là Sonaci Premier Hill, thì chúng ta thấy là ở khắp mọi nơi trên thế giới, một cái sản phẩm biệt thự trên núi nhưng mà lại view biển luôn được coi là một cái dòng sản phẩm xa xỉ và nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất. Vì vậy, với một cái tầm view ôm trọn vịnh Bái Tử Long thì sẽ đem tới cho tất cả các khách hàng và gia chủ một cái trải nghiệm hiếm có nơi nào có được. Và chúng ta không thể bỏ qua được một cái hệ sinh thái, đó là cái khu công viên rừng sẽ mang tới cho các khách hàng một cái cảm giác thực sự tươi mát và tĩnh tâm khi tới nghỉ dưỡng tại Sonaci Premier Hill. Vậy với một cái quy mô dự án lên tới 358,3 ha thì các khách hàng và các cái vị chủ nhân sở hữu các căn hộ ở đây thì có thể có được những cái trải nghiệm tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao, du lịch và giải trí thể thao biển. Và chúng ta
có thể nhìn thấy 9 cái cụm tiện ích lớn ở đây và tổng hợp là bao gồm hơn 1.000 tiện ích mang đến cho tất cả các cái du khách, tất cả những cái trải nghiệm từ dưới biển cho đến trên núi. Và với hơn 1.000 các cái tiện ích nghỉ dưỡng này thì Sonasi Vân Đồn Harbour City hứa hẹn là sẽ trở thành một cái điểm đến du lịch mới không chỉ tại Việt Nam mà còn thu hút được khách du lịch trên toàn thế giới. Vậy thì chúng ta sẽ kể cho khách hàng nghe một cái câu chuyện gì về dự án của chúng ta. Đây là một cái chuyến viễn du đến những cái quốc đảo và những cái thành phố đảo huyền thoại trên thế giới với một cái concept đó là Đại Hải Trình. Vậy thì cái ý tưởng này xuất phát từ tâm huyết của chủ đầu tư CEO khi mong muốn phát triển ra một cái đại dự án mang tầm cỡ quốc tế tại Vân Đồn cùng với cả một cái dấu ấn huyền thoại đã gắn liền với cả dự án, thì Sonasi Vân Đồn Harbour City sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối để có thể phát triển một cái concept thế giới thiên đường đảo tại Vân Đồn. Như chúng ta đã biết là Vân Đồn là một cái điểm khởi đầu của con đường tơ lụa trên biển từ thế kỷ thứ 12 với những cái lợi thế về mặt tự nhiên tuyệt vời, và đây đã là một cái cảm hứng cho tập đoàn CEO để phát triển một cái khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao. Và Sonasi Vân Đồn Harbour City sẽ viết tiếp cái giấc mơ ghi tên mình để trở thành một huyền thoại mới trên bản đồ du lịch của thế giới. Trải dài 2,2 km đường bờ biển là cái câu chuyện về đại hải trình vạn dặm khám phá siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao, du lịch giải trí và thể thao biển, nơi hội tụ những cái tinh hoa từ những cái dấu ấn huyền thoại của thế giới. Tất cả những cái dấu ấn huyền thoại của các thiên đường đảo trên thế giới thì đều nằm tại Sonasi Vân Đồn Harbour City, nơi được định vị là một siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao, giải trí, du lịch và thể thao biển hàng đầu tại miền Bắc. Với một cái slogan xuyên suốt của dự án, nơi đây là một bản giao hưởng huyền thoại của các đại dương. Vậy thì với cái phân kỳ đầu tiên của chúng ta sẽ là những cái sản phẩm các bạn quan tâm đầu tiên khi mà chúng ta sẽ cùng nhau triển khai trong năm 2021 này, thì chúng ta hãy cùng xem là phân kỳ 1 của chúng ta sẽ bao gồm các cái phân khu ra sao. Thứ nhất là cái phân khu đầu tiên mà chúng ta sẽ triển khai với tên gọi là Singapore Softail, một vịnh phố vạn năng với 4 mùa sôi động thì lấy cảm hứng từ quốc đảo Singapore. Phân khu số 2 đó là Emirates Bay, mang hơi hướng của một cái vịnh thượng lưu lấy cảm hứng từ thành phố Dubai. Phân khu số 3 của phân kỳ 1 đó là Tropicana Oasis. Đây được coi như là một ốc đảo nhiệt đới lấy cảm hứng từ thiên đường đảo nhiệt đới Bali. Phân khu số 4 đó là Crystal Lagoon, chốn tinh khiết của nhân gian, được lấy cảm hứng từ thiên đường đảo Okinawa của Nhật Bản. Và khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm cái âm hưởng địa trung hải thông qua phân khu Santorini Vibe, mang cảm hứng của thiên đường đảo Santorini. Và bên cạnh đó có Paradise Island, là một đảo thiên đường với những cái cảm hứng từ thiên đường đảo Bahamas xanh tươi. Và cái phân khu cuối cùng trong phân kỳ 1 của chúng ta đó là Grand Oceania, với một cái phong cách sống tràn đam mê vì lấy cảm hứng từ thiên đường đảo Hawaii. Như các bạn đã thấy thì cả 7 thiên đường đảo này của chúng ta đều nằm vị trí rất sát biển và đều theo thiên hướng đó là bất động sản nghỉ dưỡng. Đối với bất động sản nghỉ dưỡng nói chung thì giai đoạn hưng thịnh nhất của nó đó là vào những năm từ 2015 cho tới 2017-2018, một thời điểm mà bất động sản lúc đó giá nó rất là cao hơn hẳn so với giá trị thực của bất động sản đó. Đi kèm với đó là các chủ tư họ mang đến những cái cam kết về mặt lợi nhuận từ 5-7 cho tới 10% một năm trong vòng từ 8 cho tới 10 năm. Chính bởi vì như thế mà họ đang target trực tiếp vào các khách hàng, đó là những khách hàng đầu tư về mặt tài chính. Thay vì việc là khách hàng đó họ đi gửi tiết kiệm thì họ mua bất động sản và tin tưởng vào những cái cam kết mà chủ tư đã hứa. Nhưng mà sau đó thì rất nhiều chủ đầu tư như các bạn đã thấy là đã đổ vỡ những cái cam kết như vậy và bất động sản lại đi xuống. Mãi cho đến cuối những năm 2020 và cho tới đầu năm nay thì bất động sản nghỉ dưỡng mới trở lại, và với những cái sản phẩm mặt biển trong thời gian vừa rồi đã bán rất là tốt. Và hôm nay BSS Group mang đến một concept sản phẩm mới. Chúng tôi không tăng giá bất động sản mà chúng tôi tăng giá trị cho nó. Đối với một sản phẩm, khi mà chúng ta tăng giá trị có nghĩa là sao ạ? Ví dụ như là các anh chị mua một chiếc kính cận chẳng hạn, khi mà đi ra ngoài trời nắng nó biến thành một chiếc kính râm. Đó là một cách mà các sản phẩm khác họ đã tăng giá trị. Hay như là cách mà Microsoft tạo nên cái sản phẩm máy tính Surface của họ, thì lúc cần chúng ta có thể lắp bàn phím vào để sử dụng như một chiếc laptop, lúc không cần có thể tháo bàn phím ra như một chiếc iPad để xem video ở chơi game, hoặc là lúc cần ghi chú thì có thể lôi chiếc bút ra viết. Đó là cách mà chúng ta biến nó thành một sản phẩm multi-purpose, tức là một sản phẩm đa mục đích. Và BSS hôm nay cũng tiên phong định hình một dòng sản phẩm đa mục đích như vậy cho loại hình bất động sản nghỉ dưỡng. Ở đây, sản phẩm của chúng tôi, khách hàng có thể vừa dùng với cái đúng cái nguyên bản của nó, tính chất của nó là dùng để nghỉ dưỡng, hoặc họ có thể dùng để cư trú, tức là trong ngắn hạn,
hoặc có thể dùng để lưu trú, tức là trong dài hạn, trong những cái thời điểm mà dịch bệnh họ muốn lẩn tránh những cái khu đông đúc, đông người, mật độ cao như Hà Nội thì họ có thể về đây để lưu trú. Thì đây là ba mục đích chúng tôi tạo ra cho cái dòng sản phẩm Multipurpose này. Và mục tiêu của BSS đó chính là chúng ta sẽ tạo nên một ngôi nhà thứ hai cho người giàu, không chỉ ở Hà Nội, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và đối với một sản phẩm như vậy, chúng tôi gọi nó là một sản phẩm Second Home toàn cầu. Đặc điểm của một sản phẩm này thì nó sẽ giống như việc các anh chị đi mua một món trang sức hay đi mua một chiếc siêu xe vậy. Tức là khi các anh chị đi mua một chiếc siêu xe thì chúng ta sẽ không mưu cầu cái việc là chiếc siêu xe đó sẽ đem lại lợi nhuận cho chúng ta, mà chiếc siêu xe đó nó sẽ đem lại một cái niềm tự hào, một cái sự tưởng thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả. Và ở đây, sản phẩm này của chúng tôi cũng như vậy. Sở hữu một bất động sản ngay trên cái mặt vịnh, một trong những mặt vịnh đẹp nhất tại Việt Nam, cũng chính là một niềm tự hào cho các khách hàng. Và cái việc mà họ nhận thêm những cái dòng tiền đến từ việc khai thác, nó chỉ là những cái giá trị cộng thêm mà thôi. Nó không phải là cái chính để họ quyết định họ mua một cái sản phẩm second home như thế này. Chính bởi vì như vậy, khi mà chúng ta tiếp cận đến với cái đối tượng khách hàng mà mua một ngôi nhà thứ hai như thế, thì họ sẽ không đòi hỏi quá nhiều về việc là các em trả lời cho chị là trong một tháng thì sẽ mang về bao nhiêu tiền, hay là trong một năm lợi nhuận của chị sẽ là bao nhiêu. Không, đó chỉ là những cái giá trị mà cộng thêm trong cái thời gian mà họ sở hữu một cái căn second home như vậy mà thôi. Thì đây là cách mà chúng tôi tiếp cận đến với dòng sản phẩm mới này. Và đối với dòng sản phẩm này thì nó sẽ có 3 cái yêu cầu chính để tạo nên một sản phẩm như vậy. Thứ nhất là nó phải gần. Đối với một ngôi nhà thứ hai thì nhất định là chúng ta sẽ thường xuyên đến đó nhiều, thì cái vị trí của nó đâu đó trong khoảng từ 2 cho tới 3 tiếng đi xe đổ lại là rất ok. Thì Vân Đồn của chúng ta đáp ứng được điều đó. Thứ hai đó là về mặt cảnh quan, thì nó cũng phải cảnh quan và tiện ích, thì nó cũng phải có rất là đầy đủ để khi mà chúng ta đến đấy nghỉ dưỡng thì nó đúng là một cái chốn an yên, tránh xa khỏi những cái chốn xô bồ ở thành thị. Thứ ba đó là về mặt giá cả, thì nó cũng rất là vừa phải mà thôi. Và ở đây chúng ta có rất nhiều các sản phẩm với đa dạng các mức giá cả từ 6-7 tỷ cho tới 10 tỷ cho tới 20 tỷ. Đều có những cái sản phẩm như vậy để đa dạng cái đối tượng khách hàng của chúng ta khi đến mua một sản phẩm tại Sonaci Vân Đồn Harbour City để lựa chọn làm second home cho họ. Và CEO Group hiện nay đang tiên phong để tạo một điểm đến mới tại Vân Đồn. Với việc là trước đây CEO Group đã có kinh nghiệm là một trong những chủ tư tiên phong vào Phú Quốc và biến nơi đây cùng với các chủ tư khác, biến nơi đây trở thành một cái điểm đến du lịch rất là hot trong những năm trở lại đây. Thì Vân Đồn cũng vậy, từ một nơi hoang sơ, những cái bãi biển rất là tuyệt vời, rất là đẹp, thì CEO cũng vào đây để tiên phong tạo một điểm đến đáp ứng cái nhu cầu lưu trú cho khách du lịch rất lớn sắp tới đây khi mà tới với Vân Đồn. Và chúng ta cùng sang đến phần thứ ba, đó là tại sao khách hàng lại nên lựa chọn Singapore Shoptel ngay thời điểm này. Thứ nhất đó là về sự khan hiếm. Trong cả siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng của chúng ta tại Sonaci Vân Đồn Harbour City, chỉ có duy nhất 5,3% đất có tính sở hữu lâu dài mà thôi. Và Singapore Shoptel chính là một cái lượng sản phẩm hữu hạn như vậy. Chưa kể, ở đây các sản phẩm Shoptel này của chúng ta đang là rất ít để phục vụ cho dự kiến đó là hơn 10.000 cơ sở lưu trú ở ngay phía trước mặt của Singapore Shoptel. Như anh chị có thể thấy, đó là rất nhiều những cái tòa khách sạn cũng như là các cái villa mặt biển. Thì chỉ có ở đây chúng ta chỉ có đúng duy nhất 192 căn Shoptel để phục vụ cho siêu tổ hợp nghỉ dưỡng này. Cái đặc điểm nổi bật số 2 của dự án trong cái giai đoạn này đó là với dòng sản phẩm Singapore Shoptel thì đã khoác lên mình một cái câu chuyện truyền thông, một cái tấm áo mới để có thể định vị được một cách rõ ràng và truyền tải cái thông điệp một cách cụ thể đối với khách hàng. Khi cái phân khu Singapore Shoptel của chúng ta là một cái điểm khởi đầu của một cái hải trình miễn du thịnh vượng, lấy cảm hứng từ con phố mua sắm Clarke Quay, nơi được mệnh danh là một cái thành phố không ngủ của Singapore, nổi tiếng với các cái hoạt động vui chơi giải trí sôi động suốt ngày đêm, thì phân khu của chúng ta cũng được định vị là một thành phố đêm trắng, mà ở đó là một cái điểm khởi đầu hoan ca của cả một cái đại hải trình thịnh vượng, là một cái khu phố giải trí đa sắc màu, vạn trải nghiệm và triệu cảm hứng. Và nơi đây cũng là một cái thành phố đêm trắng, nơi không có màn đêm và tiếng cười thì không bao giờ tắt. Chính bởi vậy nên là Singapore Shoptel được định vị là một thành phố đêm trắng giữa siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng giải trí 5 sao, du lịch và thể thao biển Sonaci Vân Đồn Harbour City. Và tagline xuyên suốt trong cái giai đoạn này của chúng ta đối với dòng sản phẩm này đó là một vịnh phố vạn năng, bốn mùa sôi động, nơi có thể mang lại hàng ngàn lợi nhuận cho khách hàng.
Đặc điểm nổi bật số 3 trong cái giai đoạn triển khai hiện nay đó là dự án của chúng ta đang được chủ đầu tư nỗ lực để có thể đầu tư phát triển, tạo thành một cái điểm đến cho khả năng khai thác ngay trong cái giai đoạn này. Chủ đầu tư đang sử dụng khoảng 6 căn Sofitel để làm thành một cái khách sạn mini 46 phòng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2021. Ngoài ra tất cả các cái phần liên quan đến cảnh quan hay là khu vực tiện ích thể thao biển thì cũng đang được chủ đầu tư nỗ lực gấp rút triển khai để có thể biến dự án của chúng ta thành một cái điểm đến tiên phong tại khu vực Vân Đồn và có thể khai thác ngay khi mà tất cả các cái dãy nhà Sofitel của chúng ta cũng đã hoàn thiện xong. Ngoài ra thì toàn bộ các cái khu vực cảnh quan liên quan đến các cái bậc thang hay là khu quảng trường hay là các cái khu dãy phố thì đều được chủ đầu tư trang trí lại để tạo thành các cái điểm đến mới. Và chúng ta cũng rất là vui mừng khi chủ đầu tư đã đầu tư triển khai xây dựng một cái sale gallery tầm cỡ bậc nhất tại Vân Đồn để chào đón tất cả các bạn chuyên viên kinh doanh, các nhà đầu tư cũng như là các khách hàng khi đến tham quan dự án. Và hy vọng là với tất cả những cái nỗ lực của BSS và chủ đầu tư thì sẽ giúp cho Sonacy Vân Đồn Harbour City sớm trở thành một cái điểm đến yêu thích tại Vân Đồn. Và dự kiến khi vào năm 2024, khi mà toàn bộ các phân khu nghỉ dưỡng được đồng bộ, khi mà hơn 10.000 các cơ sở lưu trú tại Sonacy Vân Đồn Harbour City được đi vào vận hành và cộng vào đó là các cái tiện ích nội và ngoại khu đều hoạt động như là bến du thuyền, công viên chủ đề, rồi các cái tiện ích ngoài biển như thể thao biển hay là các quầy bar ven biển, cộng với các cái sân golf xung quanh rồi các cái khu vực casino thì hứa hẹn vào năm 2024 sẽ thu hút một cái lượng khách du lịch rất là khổng lồ, kể cả trong nước và quốc tế. Và đây sẽ là cái thời điểm mà những cái dự án tạo nên những cái cơ sở lưu trú, tạo nên những cái điểm đến như Sonacy Vân Đồn sẽ khai thác siêu tốt và đem lại dòng lợi nhuận tốt nhất cho khách hàng. Lý do thứ năm mà các khách hàng nên mua Singapore Sofitel ngay tại thời điểm này đó chính là chương trình ưu đãi Private Sale. Ở đây, chủ tư CEO đang đưa ra những cái chính sách và mức giá ưu đãi bậc nhất từ trước tới giờ. Thứ nhất là đối với những khách hàng mà họ sử dụng cái gói hỗ trợ tài chính thì hạn mức cho vay tối đa và tỷ lệ hỗ trợ lãi suất tối đa sẽ là 70%. Trong đó thì khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng và ân hạn nợ gốc cũng trong vòng 24 tháng. Thì các anh chị có thể thấy đây là cái tiến độ khách hàng sẽ đóng trong cái gói hỗ trợ tài chính này, thì khách hàng và ngân hàng sẽ là giải ngân song song. Đợt một khách hàng chỉ đóng 10% thôi là đã có thể ký hợp đồng mua bán rồi, sau khi khách hàng đã đặt cọc 500 triệu trước đó. Và sau đó trong đó 30 ngày thì ngân hàng sẽ song song giải ngân 20%. Sau đó 2 tháng 60 ngày thì khách hàng sẽ vào tiếp 10% và ngân hàng giải ngân tiếp 20%. Sau đó tiếp tục là 2 tháng nữa thì khách hàng vào 10% và ngân hàng giải ngân 25%, và cho tới cái thời điểm bàn giao giấy chứng nhận thì ngân hàng sẽ giải ngân nốt 5%. Đây là một cái chính sách nó rất tuyệt vời khi mà ngân hàng luôn đi song hành của khách hàng trong từng tiến độ thanh toán của khách. Và những cái đợt đóng tiền của khách cách nhau 2 tháng này cũng rất là giãn, và đây một cái tiến độ thanh toán rất là linh hoạt cho các khách hàng. Còn đối với những khách hàng nào mà họ sử dụng cái tiến độ thanh toán thông thường, đầu tiên sẽ là đặt cọc 500 triệu, đợt 1 khách hàng sẽ thanh toán 15%, 2 tháng sau đó thanh toán tiếp 15%, 2 tháng nữa thanh toán 20%, còn sau đó thì khách hàng chỉ thanh toán 5% một, từ đó trong tới 2 năm tiếp theo. Thì đây cũng là một cái tiến độ thanh toán rất là dài hơi, đủ cho khách hàng có thể chuẩn bị một cái dòng tài chính phù hợp nhất. Trong cái chính sách ưu đãi này thì chủ tư CEO còn có một số ưu đãi khác cho khách hàng. Thứ nhất đó là đối với tất cả các giao dịch thành công thì sẽ nhận được 2 voucher nghỉ dưỡng tại Best Western Premier Sonacy Phú Quốc. Khách hàng có thể vào đây để trải nghiệm chất lượng cũng như là dịch vụ của một cái sản phẩm nghỉ dưỡng trước đây đã tạo tiếng vang lớn cho chủ tư CEO. Thứ hai đó là đối với những khách hàng nào mà họ mua số lượng lớn, ví dụ như khách hàng nào mua trên 2 sản phẩm thì sẽ được chiết khấu 2% cho sản phẩm thứ hai, mua trên 3 sản phẩm thì sẽ được chiết khấu 3% cho sản phẩm thứ ba, và mua trên 4 sản phẩm sẽ được chiết khấu 4% cho sản phẩm thứ tư. Và một chính sách cuối cùng nữa đó là về phí quản lý. Thì từ nay cho tới đầu 2024, tức là khi mà chúng ta nhận thấy đó là một điểm rơi tốt nhất của thị trường về mặt khai thác nghỉ dưỡng tại Vân Đồn, thì chủ tư sẽ miễn phí quản lý từ nay cho tới đó, tức là miễn phí quản lý từ nay cho tới 31 tháng 12 năm 2023. Còn về giá thì mức giá bán ở đây đang cực kỳ ưu đãi khi mà nó tương tự như một cái mức giá mà chủ tư đã đưa ra bình ổn trong 2 năm qua, trong khi tất cả các chủ tư khác tại Vân Đồn đều tăng giá bán. Các anh chị có thể thấy đối với những cái căn mà ở mặt đường 13,5m thì mức giá của nó sẽ rơi khoảng từ 9,7 tỷ là mức giá cho những cái căn 95m2 cho tới 14 tỷ là những cái căn có diện tích lớn hơn và ở vị trí góc. Còn đối với mặt đường 334, mặt đường mà sẽ được mở rộng lên 44m trong một vài tháng tới đây thôi, thì mức giá nó sẽ là từ 16 cho tới 19 tỷ một lô. Còn đối với những căn ở mặt đường 24m
mặt đường mà quay lại về phía ba khách sạn mà Accor sẽ quản lý sau này với hơn 1.000 phòng khách sạn ở đó khai thác rất là tốt, thì ở đây mức giá của nó sẽ là từ 14 cho tới 18 tỷ một lô. Và dự kiến khi mà hết cái chương trình private sale này thì chủ tư sẽ tăng giá bán ngay sau đó, và đây sẽ chính là cơ hội cho những khách hàng nào mà họ đến sớm để mua với một cái mức giá ưu đãi nhất, và sẽ ngay lập tức là sẽ lời ngay chỉ trong vòng một vài ngày tới thôi khi mà hết chương trình private sale này. Từ đầu phần chia sẻ đến giờ thì các bạn đã đón nhận được rất là nhiều thông tin liên quan đến thị trường Vân Đồn và liên quan đến thông tin sản phẩm. Vậy thì đâu sẽ là những cái điểm nổi bật mà các bạn cần phải nhớ? Đâu sẽ là những cái chìa khóa viễn chinh vạn năng để giúp cho tất cả các bạn có thể chinh phục được khách hàng? Thì chúng tôi sẽ cô đọng lại ngắn gọn chỉ trong một slide sau đây. Thứ nhất, đó là khi nhắc đến Vân Đồn chúng ta chỉ cần nhớ 5 điều sau. Đầu tiên, câu chuyện về đặc khu của tương lai. Thứ hai, nó sẽ trở thành một điểm đến mới của thế giới. Thứ ba, Vân Đồn của năm nay chính là Phú Quốc của 2014. Thứ tư, Vân Đồn sẽ trở thành đại công trường khi mà đang hội tụ rất là nhiều các chủ đầu tư lớn trên cả nước về đây. Và thứ năm, nó sẽ là một cái điểm đón đầu cho thị trường tỷ dân khi mà chỉ cách đó khoảng 50 phút mà thôi. Với dự án Sonaci Vân Đồn Harbour City, đâu sẽ là 5 điểm nhấn mà các bạn cần phải nhớ? Thứ nhất, dự án của chúng ta là đỉnh cao về kết nối chuỗi giá trị. Thứ hai, chúng ta kể cho khách hàng nghe một câu chuyện về đại hải trình thông qua các thiên đường đảo trên thế giới. Thứ ba, dự án của chúng ta là một siêu tổ hợp với quy mô 358,3 ha. Thứ tư, dự án của chúng ta tích hợp hơn 1.000 tiện ích. Và thứ năm là dự án của chúng ta tiên phong tạo điểm đến, một cái điểm đến du lịch mới tại Vân Đồn. Và năm điểm cuối cùng dành cho Singapore Shoptel đó chính là: thứ nhất, Singapore Shoptel thuộc 5,3% quỹ đất lâu dài duy nhất trong cả siêu tổ hợp nghỉ dưỡng tại đây. Thứ hai, đây là một concept thành phố đêm trắng có thể khai thác 24/7. Thứ ba, dự án của chúng ta đã sẵn sàng đi vào khai thác sinh lời ngay và nó sẽ khai thác siêu tốt vào năm 2024 khi mà toàn bộ hệ thống hạ tầng, các tiện ích được đồng bộ và các tiện ích ngoại khu cũng đi vào vận hành. Và thứ năm nữa, đó là khách hàng khi mà họ mua tại thời điểm này, họ sẽ được hưởng ưu đãi của chương trình Private Sale với mức giá và chính sách bán hàng là tốt nhất. Hy vọng với cái phần chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp tất cả các bạn chuyên viên kinh doanh có nền tảng kiến thức về thị trường cũng như là về sản phẩm để có thể chinh phục được tất cả các quý vị khách hàng. Một lần nữa, cho phép chúng tôi được thay mặt chủ đầu tư CEO Group và đơn vị phát triển kinh doanh BSS Group xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả các đại lý và các chuyên viên kinh doanh đã cùng đồng hành với Sonaci Vân Đồn Harbour City trong thời gian vừa qua, và xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ cùng bùng nổ giao dịch và kiếm thật nhiều tiền trong dự án lần này.